hoan viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xa. Thì nói chung là tính 6 năm, nhưng mà 6 năm trước đó thì có khi là cũng đôi lúc mình đi xe, nhưng mà từ năm 20-21 thì đi bộ hành tuyệt đối, con không đi xe nữa. Và con cũng thấm nhuận từ nay vô đến trọn đời là con không bao giờ đi xe. Tôi bộ hành ăn đồ đang không thể áo thì từng lượng lấy vải họ vứt quần áo vứt ngoài đường hay là chỗ nào thùng rác hay là chỗ nào đó mình nhặt được. Mà không phải là cố tình vứt để cho mình, vải mà người dân mà cố tình vứt cho con không lấy. Vì vải mà từ họ không cố ý, họ vứt đi rồi thì mình lấy, mình lượm, mình may áo, mình mặc. Còn ăn uống thì đi ở đó thì buổi sớm đi cất thực hay là đi trên đường ấy, ai đó hữu duyên có tâm từ bi hay ấy bố thí cho cái cơm chay hay cái gì vừa đủ cho mình thấy đủ rồi thì mình ăn ngày một bữa, mình dùng con chỉ dùng đồ chay là như thế. Còn tắm thì đi các sông suối hay là đi trên đường thì con cũng bộ hành như thế này, thì con cũng hay bào các cái cây xăng để xin vệ sinh. Con cũng không có ở chùa, nhưng mà con làm theo Phật Thích Ca dạy, học tập theo ngài, tập theo là ba y bát, sống ở trong cây, sống ở dưới đi, sống ở rừng núi, sống ở hang đá, loại sa ma, loại đông, rồi tập học và ba cái hành đầu đà. Tổng thì tất cả trên các tác đại phần tất cả những gì Thích Ca dạy con đều học cả. Giờ con là muốn thích thực hành những cái lời Phật dạy để hoàn thiện bản thân, tập học theo những cái lời đó để mình đem đến cái đem lợi ích cho mình với mọi người. Nếu mà mình có thì mọi người cũng hạnh phúc, do mình tập nghiệp tham sân si của mình thì nghe cái lời dạy đó thì tiêu được tham sân si để mình học theo cái tập học chứ giờ chưa thành cái gì cả, nên là con cũng không phải là thuộc về giáo hội trong chùa gì cả. Bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa,
mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bá vinh hoa, hãy thật lòng sám hối nay và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta? Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà. Dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.